Xin chào thầy và các bạn, em tên là Duyên đến từ lớp Thái Ngọc. Hôm nay em xin trình bày lời giải của mình về một câu trong cái bộ câu hỏi trắc nghiệm của khoa tiêu hóa này. Thì ở cái dạng đề này, ứng với các mệnh đề từ A cho đến E, chúng ta sẽ xác định xem là cái mệnh đề đó là đúng hay là sai. Trước tiên thì em xin phép được đọc qua câu hỏi. Spontaneous perforation of the esophagus A. Occurs after a heavy meal. B. Usually occurs in a previously abnormal esophagus. C. Diagnosis is added by the resin of mediastinal gas. D. Diagnosis is confirmed by esophagoscopy. And E. Irreparably treated conservatively. Thì trước khi vào giải chi tiết cái đề này, em xin nói sơ qua về cái hai từ đó là perforation và rupture của thực quản mà chúng ta hay thường nhầm lẫn. Thì perforation là thủng và rupture là vỡ. Thì ta có thể hiểu nôm na sự khác biệt của hai cái từ này, đó chính là thủng thì phải có cái vật gì đó đâm chọt vào và gây thủng, còn vỡ là sẽ do một cái lực tác động từ bên ngoài hoặc là bên trong lòng thực quản gây ra làm cho vỡ cái thực quản đó. Thì thủng thực quản là một cái tình trạng hiếm gặp, thường là bị chẩn đoán nhầm và có thể gây tử vong nếu như không được điều trị kịp thời. Thì thủng thực quản do nhiều nguyên nhân khác nhau gây ra, tuy nhiên cái nguyên nhân thường gặp nhất đó chính là do các can thiệp về y khoa, iatrogenic causes. Ở cái nguyên nhân này thì các công việc như là nội soi thực quản để chẩn đoán, các thủ thuật phẫu thuật làm tại thực quản hoặc là tại các vị trí các cơ quan kế cận thực quản đều có thể gây thủng. Nhóm nguyên nhân phổ biến thứ hai đó chính là tự phát, spontaneous esophageal perforation. Ở nhóm nguyên nhân này thì vỡ tự phát hay hội chứng Boehlert được đặt tên theo cái được tìm ra và mô tả bởi cái nhà bác sĩ người Hà Lan cùng tên là cái loại phổ biến nhất của thủng thực quản tự phát. Thì vỡ tự phát của thực quản nó sẽ là kết quả của cái việc đó là tăng đột ngột cái áp suất bên trong lòng của thực quản trong khi cái áp suất trong lòng ngực của chúng ta là âm. Thì cái tình trạng này xảy ra khi mà chúng ta nôn ói kịch liệt, rặn, ho, co giật hoặc là nâng vật nặng quá mức. Ngoài ra thì sau khi ăn một bữa ăn thịnh soạn hoặc là uống quá nhiều rượu cũng có thể gây ra vỡ tự phát của thực quản. Điều này cũng lý giải cho cái việc đó là tại sao là cái tình trạng vỡ thực quản tự phát này đã xuất hiện ở nam nhiều hơn nữ và nhiều hơn gấp 5 lần. Thì cái vỡ tự phát của thực quản thường xảy ra ở những cái đoạn thực quản bình thường. Tuy nhiên là vẫn có những cái yếu tố nguy cơ cho các bệnh lý ác tính, viêm thực quản do rượu, thuốc, Barrett's. Cái mà có thể gây ra những cái tổn hại lên cái tính toàn vẹn của thành thực quản, từ đó cũng có thể gây ra vỡ thực quản. Thì ở cái hội chứng Boehlert hay là vỡ tự phát của thực quản có một cái tâm chứng với tên gọi là tâm chứng Marler, gồm có 3 triệu chứng, đó chính là đau ngực, nôn và tràn khí dưới da. Thì tuy nhiên chỉ xuất hiện ở những cái trường hợp điển hình và chỉ xuất hiện ở 14% các bệnh nhân bị mắc phải cái hội chứng này. Thì tùy thuộc vào lượng, mức độ cũng như là tính chất của dịch và khí bị rò rỉ tràn ra thông qua cái lỗ vỡ, lỗ thủng đó vào bên trong trung thất mà các biến chứng để lại ở những bệnh nhân là khác nhau và đều vô cùng nghiêm trọng. Như là viêm trung thất, tràn dịch màng phổi lượng lớn hay là tràn khí dưới da, một trong 3 triệu chứng của tâm chứng Marler. Thì trở lại với vấn đề của chúng ta, ta có thể thấy được là câu A, vỡ thực quản tự phát xảy ra sau bữa ăn thịnh soạn là một mệnh đề đúng và nó lại thường xảy ra ở những đoạn thực quản bình thường, nên câu B là một mệnh đề sai. Các bác sĩ thường dùng phim chụp X quang ngực thẳng để tiếp cận với những cái bệnh nhân nghi ngờ hoặc là mắc phải cái hội chứng Boehlert hay là vỡ thực quản tự phát này. Thì các kết quả đều cho thấy được là ở hầu hết các bệnh nhân bị cái hội chứng Boehlert này là bất thường và cho ta thấy được cái khí tự do bên trong phúc mạc hoặc là khí trong trung thất. Thì đây là một cái hình ảnh về khí bên trong trung thất. Đây là cái lượng khí trong trung thất đi liền kề với cái động mạch cánh trung trái và liền kề với cái phần xuống của cung động mạch chủ. Thì ngoài cái cận lâm sàng là X quang ngực thẳng ra thì các bác sĩ còn sử dụng cái chụp X quang có chất cản quang để dùng làm cái công cụ để chẩn đoán xác định. Thì cái chất cản quang được sử dụng ở đây là chất cản quang tan trong nước thay cho chất cản quang barium
vì là người ta cho rằng sẽ hạn chế cũng như là ngăn chặn được cái sự viêm nhiễm do cái chất cản quang barium gây ra, làm tổn hại đến cơ thể của bệnh nhân. Thì đây là một cái hình ảnh là chất cản quang bị rò rỉ ra thông qua cái lỗ vỡ, lỗ thủng ở một cái bệnh nhân bị vỡ thực quản tự phát. Thì cũng phải nói thêm, người ta cho rằng là cái nội soi thực quản gần hầu như là không có vai trò gì trong cái việc là chẩn đoán vỡ thực quản tự phát, mà còn có thể gây ra là nới rộng cái lỗ thủng, lỗ vỡ đó và làm cho càng nhiều khí bị rò rỉ, bị tràn vào bên trong trung thất, gây cái tình trạng nặng nề hơn cho bệnh nhân. Vì vậy là trở lại với câu trả lời khi nãy, thì cái chẩn đoán của chúng ta sẽ được hỗ trợ bởi sự xuất hiện của khí bên trong trung thất là một mệnh đề đúng, và các bác sĩ thường dùng là phim X quang có chất cản quang tan trong nước để hỗ trợ cho chẩn đoán xác định của mình, nên câu D là một mệnh đề sai. Thì cái việc điều trị còn phụ thuộc vào cái tình trạng của bệnh nhân, loại cũng như mức độ của lỗ vỡ, lỗ thủng đó, và còn tùy thuộc vào cái thời gian mà bệnh nhân đến với chúng ta sau khi cái tình trạng nó xuất hiện, sau bao nhiêu giờ sau khi mà cái tình trạng vỡ nó xuất hiện, và cái khả năng sống của cái thành thực quản sau cái việc vỡ đó, mà sẽ có những cái hướng điều trị khác nhau. Tuy nhiên thì do là những cái biến chứng cũng như là những cái triệu chứng của cái vỡ thực quản tự phát này là khá nghiêm trọng ở các bệnh nhân, nên là việc lựa chọn để điều trị theo hướng phẫu thuật là cần thiết cho hầu hết các bệnh nhân để có thể giảm thiểu cái tỷ lệ tử vong cũng như là để có thể giúp cho cái tình trạng của bệnh nhân sau khi điều trị kết thúc được cải thiện tốt hơn. Nên là ở câu E này, vỡ thực quản tự phát được ưu tiên điều trị bảo tồn là một mệnh đề sai. Video của em đến đây là hết. Xin cảm ơn thầy và các bạn đã lắng nghe.